Xin chào tất cả anh em nha. Nay bên mình giao chiếc này là Mitsu 4.3 nha. Chiếc này được giao cho anh Thơm ở làng Glen của xã Gia Khơi của Chư Bảo của Gia Lai ha. Chỗ ngã ba Trò Huỳnh đi vào đấy, làng Glen anh em nha. Ok, một lần nữa máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em gần xa ha. Chiếc này là Mitsu 4.3.01 giao cho anh Glen nha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình nha. Ở đây thì mình có bán cho anh Glen này, anh Brin là làng Mo này, anh Nẻo cũng là ở làng Mo luôn ha. Anh Oát cũng ở làng Mo cũng mua những chiếc như này của bên mình ha. Anh Oát thì cũng ở làng Mo này, anh Nẻo cũng ở làng Mo ha. Và chiếc này là 4.3.01 này về với anh Thơm ha, làng Glen. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha.